Hello anh em, nãy là tiếng chạy nhanh rồi, nhưng mà suy nghĩ lại có bánh tốc độ nên chạy chậm. Dạ. Say hi goodbye. Trước một chốt nữa. Hôm nay gần 30 tháng 4, 1 tháng 5. Các anh ra quân đông quá. Đây có chốt rồi nè. Tới tối hay đứng. Bắt xe nhan với lấn lợn. Hai lần ngoài này là xe hơi, hai lần trong là xe xe máy. Hoàng hôn đẹp quá.
khô dịu quá trời luôn. Ô ô là ai dạ.
Trời đất bà, xây lâu quá ha. Tìm đây rồi, tìm đây rồi. Tìm đây rồi. Ồ, V4 cỡ giờ nào. Hello. Em ở nhà rồi. Hả? Chủ tịch hội đá banh. Chủ tịch hội đá banh. Trước mặt cũng là chủ tịch hội đá banh. Trước mặt nữa là idol mô tít. Ghê. À, kèn còi các kiểu.
Polic, Polic. Má nóng như chó vậy. Nóng như chó. Trời quá nóng. Đi nóng quá. Đâu đi luôn đi, em dắt cho. Sao sao? Được cái góc góc đẹp nhất luôn đó em. Xịn ha. Hả? Hỏi coi cốp xe anh bỏ được mũ bảo hiểm không, bỏ vô. Được có một cái rồi bạn. À, như hai cái được. Nhưng mà đâu bỏ được mũ em đâu. Được. Anh em nếu mà thấy đẹp thì mũ bên quầy bên kia nha, bên kia có chỗ đẹp mũ cả anh em. À rồi rồi. Dạ. Chắc bên cấp xe bỏ được á. Cấp cho người kéo khóa luôn. À. Vậy có bỏ mũ không? Thôi chạy gửi bên kia đi. Bỏ khác đi. Không bỏ mũ đâu, mũ bên kia. Nóng quá.